Đang nhớ anh Toàn hả chị hai? Mấy chục năm rồi, còn gì mà nhớ với Nhung. Chị đừng có dối lòng nữa. Số chị coi vậy mà khổ hơn tôi ha. Dù sao tôi cũng có được cái bàn thờ của chồng tôi. Dì ba, đây là chuyện riêng của tôi. Ủa, tôi đâu có ý gì đâu. Tôi nghĩ sao tôi nói vậy thôi à. Mà nói thiệt lòng nha, nếu như năm đó chị không có dằn vặt anh Toàn dữ quá thì chắc ảnh không có bỏ nhà đi đâu. Tôi thấy ảnh thương thằng Hiển dữ lắm à. Nhưng mà sức chịu đựng của con người có giới hạn, ai biểu chị làm quá làm chi. Dì ba, bây giờ sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn. Nếu như mà dì còn nói nữa, tôi điên lên đó. Anh dậy. Anh dậy nghe tôi hỏi nè. Anh lì hả? Dậy, trả lời tôi đi. Anh ăn đi nè. Cảm ơn em. Ngon không? Ngon. Ngon thì ăn nữa đi. Nè. Thôi ăn đi, anh có của anh rồi. Ủa, ý anh nói vậy là sao? Anh không muốn em đút cho anh ăn, anh chỉ muốn con hồ ly kia đút cho anh ăn thôi đúng không? Em nói gì vậy? Anh đang ăn nè, anh ăn đầy miệng hết trơn rồi nè. Tất cả là tại tôi. Mà đến sao không trân trọng một nửa chân thành? Sao lại để sai trái dẫn lối đau thương hòa vào mất mát?